Quý khán giả thân mến, nhằm hạn chế tốc độ lây lan dịch bệnh, nâng cao ý thức cộng đồng trong thực hiện các biện pháp chủ động, linh hoạt, thích ứng an toàn trong trạng thái bình thường mới, ngày 11 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã ban hành công văn chỉ đạo yêu cầu tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân và toàn xã hội, không chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm thông điệp 5K và tích cực tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Đối với từng loại hình hoạt động, cần phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch một cách nghiêm túc. Đối với tổ chức hoạt động trong nhà, ngoài trời, nhất là các hoạt động đông người như đám cưới, hiếu hỷ, tang chế, người tham gia phải tiêm ít nhất một mũi vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 không quá 6 tháng. Bảo đảm 5K, không tập trung quá 30 người cùng một thời điểm, bảo đảm khoảng cách 1,5 mét. Riêng đối với các địa phương cấp 3, nguy cơ cao, màu cam, không tập trung quá 20 người tại cùng một thời điểm. Riêng đối với các địa phương cấp 4, nguy cơ rất cao, màu đỏ, phải tạm dừng các hoạt động trong nhà, ngoài trời. Hoạt động vận tải hành khách nội địa và liên tỉnh. Khi hoạt động cần đảm bảo không vượt quá 50% số lượng phương tiện, số lượng người, đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện, thực hiện đúng 5K, nhất là khai báo y tế, sát khuẩn, hạn chế lây nhiễm tại bến bãi và hành khách trên xe. Riêng đối với các địa phương cấp 3, nguy cơ cao, màu cam, không vượt quá 20% số lượng phương tiện. Đối với tuyến cố định, không quá 30% số chuyến trên tuyến theo lưu lượng đã công bố, đảm bảo giãn cách chỗ trên phương tiện. Riêng đối với các địa phương cấp 4, nguy cơ rất cao, màu đỏ, tạm dừng hoạt động. Hoạt động vận chuyển người nội bộ của các cơ sở sản xuất kinh doanh cần đảm bảo 5K, đồng thời xây dựng các phương án chủ động sàng lọc, chỉ định xét nghiệm nhằm phát hiện sớm cụ thể. Xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ. Xét nghiệm khi bắt đầu tổ chức lại sản xuất. Xét nghiệm ngẫu nhiên người lao động có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19 như tài xế, bảo vệ, giao hàng. Cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp. Hoạt động cơ sở sản xuất, nhà máy, xí nghiệp được phép hoạt động cần đảm bảo các yêu cầu về trách nhiệm của người lao động, của khách đến thăm và làm việc. Người quản lý, người sử dụng lao động có trách nhiệm thực hiện nghiêm việc tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động, cụ thể. Xét nghiệm khi có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ. Xét nghiệm khi bắt đầu tổ chức lại sản xuất. Xét nghiệm ngẫu nhiên người lao động có nguy cơ cao lây nhiễm COVID-19. Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp gộp mẫu khi xét nghiệm định kỳ, sàng lọc, xét nghiệm kháng nguyên nhanh hoặc xét nghiệm real-time PCR định kỳ một lần một tuần. Riêng đối với việc cách ly các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, nhằm đảm bảo các hoạt động tái sản xuất các công ty, các trường hợp nghi nhiễm COVID-19 tại doanh nghiệp triển khai 3 hình thức sau. Trường hợp lao động ngoài tỉnh, đảm bảo nơi cách ly tập trung hoặc giải chiến tại doanh nghiệp cho người lao động ngoài tỉnh. Trường hợp lao động trong tỉnh, đưa về địa phương cách ly theo dõi, phải thông báo trước cho Ủy ban Nhân dân huyện, thị xã, thành phố Tây Ninh, Ban quản lý khu kinh tế trước 24 giờ trước khi chuyển ca nhiễm hoặc nghi nhiễm. Trường hợp doanh nghiệp tự ý cho về, né tránh trách nhiệm, gây lây lan bệnh tại địa phương, xác minh làm rõ xử lý nghiêm. Cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ đầu mối. Giãn cách giữa người với người tối thiểu 1,5 mét, tuân thủ 5K, yêu cầu người mua bán phải tiêm vaccine ít nhất một liều. Riêng đối với các địa phương cấp 3, nguy cơ cao, màu cam, hoạt động bảo đảm các điều kiện, người tham gia hoạt động mua bán đã tiêm ít nhất một mũi vaccine hoặc khỏi COVID-19 không quá 6 tháng, thực hiện xét nghiệm 2 tuần một lần cho toàn bộ người lao động, khai báo y tế điện tử hàng ngày, giữ khoảng cách 2 mét. Riêng đối với các địa phương cấp 4, nguy cơ rất cao, màu đỏ, hoạt động hạn chế, bảo đảm các điều kiện, người tham gia hoạt động mua bán đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, thực hiện xét nghiệm 1 tuần một lần cho toàn bộ người lao động, cùng một thời điểm không quá 20 người, giữ khoảng cách 2 mét, khai báo y tế điện tử hàng ngày. Nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống. Người tham gia hoạt động kinh doanh đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, khai báo y tế điện tử hàng ngày, đảm bảo 5K, không phục vụ quá 30 người tại cùng một địa điểm và giữ khoảng cách tối thiểu 1,5 mét. Riêng đối với các địa phương cấp 3, nguy cơ cao, màu cam và cấp 4, nguy cơ rất cao, màu đỏ. Đối với nhà hàng, quán ăn, hoạt động hạn chế, không phục vụ tại chỗ, chỉ bán mang về
hoặc nếu bán tại chỗ 10 người thì bắt buộc bàn ăn phải có vách ngăn riêng từng người, không bán rượu bia uống tại chỗ. Chợ truyền thống chỉ bán hàng thiết yếu và bảo đảm khoảng cách 2 mét, thực hiện người bán và người đi chợ thực hiện theo hình thức ngày chẵn và ngày lẻ. Hoạt động bán hàng rong vé số dạo. Người bán hàng rong vé số dạo đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine hoặc khỏi COVID-19 không quá 6 tháng và bảo đảm 5K. Riêng đối với các địa phương cấp 4, nguy cơ rất cao, màu đỏ, tiêm ít nhất 2 mũi vaccine. Cơ sở, địa điểm nghỉ dưỡng, khách sạn, nhà nghỉ, tham quan du lịch. Người tham gia các hoạt động nghỉ dưỡng, nghỉ trọ, tham quan, du lịch đã tiêm ít nhất một mũi vaccine hoặc đã khỏi COVID-19 không quá 6 tháng. Các chủ cơ sở có kế hoạch và chịu trách nhiệm về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm 5K, khai báo y tế bằng mã vạch QR. Riêng đối với các địa phương cấp 3, nguy cơ cao, màu cam, chỉ tổ chức hoạt động tham quan tại khu, địa điểm du lịch, sự kiện tập trung trong nhà và các chương trình du lịch theo nhóm dưới 25 người. Cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch được hoạt động không quá 50% công suất tại cùng một thời điểm. Phương tiện đưa đón khách không sử dụng quá 50% số ghế. Các cơ sở lưu trú du lịch đang phục vụ khách có công suất trên 50% thì không đón khách mới. Riêng đối với các địa phương cấp 4, nguy cơ rất cao, màu đỏ, dừng hoạt động tham quan tại khu điểm du lịch, dừng tổ chức sự kiện tập trung trong nhà trên 20 người, dừng các chương trình du lịch trong địa bàn đi và đến địa bàn này. Cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ ăn uống trong cơ sở kinh doanh du lịch được hoạt động không quá 30% công suất tại cùng một thời điểm. Phương tiện đưa đón khách không sử dụng quá 50% số ghế. Các cơ sở lưu trú du lịch đang phục vụ khách có công suất trên 30% thì không đón khách mới. Thưa quý khán giả, bên cạnh các điều kiện hoạt động của một số loại hình kinh doanh dịch vụ, Ủy ban Nhân dân cũng đề nghị các địa điểm này cần tăng cường triển khai khai báo y tế điện tử và quét mã QR. Đồng thời, các địa phương sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tổ chức các hoạt động không đúng cấp độ dịch quy định, nhất là hành vi không đảm bảo 5K. Chuyên mục phòng chống dịch COVID-19 kỳ này đến đây xin tạm dừng. Một quý vị khán giả tiếp tục cập nhật những thông tin về dịch COVID-19 trên kênh TTV11 và trên các hạ tầng số YouTube, Fanpage và website chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh. Xin chào và hẹn gặp lại!